con chó. Trời ơi, người ta nói con chó thì nghe dễ thương quá. Kì. Con quỷ. Trời ơi, con yêu nghiệt sân khấu. Con yêu nghiệt sân khấu. Rồi sao? Yêu nghiệt sân khấu, diễn rất máu mà ít bao giờ thấy vui lắm. Trời đất ơi, đói thì đừng có phải bò chứ trời. Làm tướng phải làm vua đâu mà sai dữ vậy. Chân cẳng mình đâu, tay chân đàng hoàng. Phải liệt, đuổi, sụi, bại mà làm thấy ghê vậy trời. Cái thứ gì làm lính? Làm lính mà cái mặt lười nhớt thay. Lười mà lười nhớt dũng sình, lười bền vững một niềm tin. Lười điêu linh cả cái rạp hát của tôi. Tao nói mày biết trước nè, mày đừng bao giờ bán bánh mì nữa. Bánh mì của mày là dạng bánh mì thiêu. Mày để 3-4 ngày mày bán cho người ta, sớm muộn gì người ta ăn bị đau bụng là mày cũng ở tù à. Mày hiểu không? Tao nói mày đó, mày có hiểu không? Mày điếc hả? Mày điếc hả? Tao chửi mà mày sao mày không chửi lại tao đi? Mày điếc hả? Thiện tai, má tao có dạy phải biết yêu thương động vật, đặc biệt là trẻ trâu. Nơi biển ấy ta về thăm Dương Thái Chân. Hát gì? Nghỉ đi. Quên lời rồi. Thank you. Thank you. Đi ghé. Chỉ trong vòng 7 ngày sau một cú bốc thăm, em đổi đời. Từ một thằng bán bánh mì trước rạp hát, em vào đoàn, có người phục tùng, cơm bưng nước rót. Mọi người biết em là cái gì chưa? Biết em là cái gì chưa? Dương ơi, mày lo phục trang đạo cụ xong chưa Dương? Dạ. Biết em là cái gì rồi đó. Thật là vi diệu. Ủi đồ thôi. Em chờ cao trầu đưa tới. Pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu. Cái gì vậy? Theo dự đoán là nó trắng hơn lúc ban đầu. Là sao? Phỏng đó ma. Muốn bồ muốn chiến hả? Ê nói nghe nè, đưa cái gì đội đi ra diễn liền nè. Đưa cái gì đội ra diễn. Trời cái gì đấy? Quần. Trời đưa cái quần chi vậy? Dai gì? Quần chúng. Quần chúng xanh đó đội đi. Trời đất ơi, đói thì đừng có phải bò chứ trời. Làm tướng phải làm vua đâu mà sai dữ vậy. Chân cẳng mình đâu, tay chân đàng hoàng. Phải liệt, đuổi, sụi, bại mà làm thấy ghê vậy trời. Cái thứ gì làm lính? Làm lính mà cái mặt lười nhớt thay. Lười mà lười nhớt dũng sình, lười bền vững một niềm tin. Lười điêu linh cả cái rạp hát của tôi. Chứ mà làm phục trang làm gì vậy? Làm phục trang, phải làm má đâu mà lo cho mày từ A tới Z. Đứng lại. Cái gì nữa? Lấy gì ạ? Cái nón đi ra diễn gấp lắm rồi. Trời 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 đất ơi. Cái phòng phục trang người ta đâu phải là nhà quan chết chủ, nhà phủ chết ông, công công chết vợ. Muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Đồ phục trang người ta đâu phải là của ông, của cha, của ba đời nhà mày. Hăng hói, chắp trói, y lộn, hấp hói, trăng trói, khăn gói, đóng thùng để lại. Xuất nhập khẩu tự do, muốn lấy cái gì mà lấy. Trời ơi, hồi nãy rõ ràng kêu người ta là vô lấy đi, người ta vô lấy rồi cũng chửi là sao trời? Tao đâu hỏi má của mày nói cái gì mày cũng nghe. Trước khi nói chuyện với tao á, tháo cái não ra bỏ lên chảo hâm nóng hay bắn cầu. Nha, hãy nói chuyện. Nè, đừng có thấy tôi một mình. Rồi muốn chửi thì chửi nha. Một lát nữa kêu nguyên một đám quần chúng vô biết tay tôi. Nên nhớ, một cây làm chẳng nên non. Nói một tiếng nữa ăn đòn với tao. Đi ra. Làm bèm không? Nghe không? Nè. Lấy chuyện cho Phan. Tới đâu? Trời quên điếm tới đâu luôn rồi nè. Không lẽ liếm từ đầu chứ trời. Bỏ luôn đi. Tịnh tâm không nổi mấy ba mấy má này luôn đó trời. Bây giờ cầm chì để chửi nha. Nha. Cái đoàn này cũng ở ác cái tôi được hết trơn. Ăn hiếp chọc tôi chửi. Tôi đâu có lại mấy ba mấy má này. Nha. Quần chúng mà làm thấy ghê, ăn dưa leo, trả treo mấy ký rồi bí đỏ bí xanh chọc chửi hoài. Soạn văn là phải cũng mệt chứ trời. Dòng nào tôi biết tánh tôi rồi, dòng nào cũng phải chửi một câu khác nhau. Đâu có chửi trùng câu được. Tánh ngộ, mệt.
Chưa hết đâu. Hai má nè. Thiệt. Chưa hết. Xin nghĩ. Ừ. Hai má quần chúng còn đỡ. Mấy mấy với con đạo chánh mới mệt. Diễn toàn là không có diễn vai bình thường. Diễn mấy cái vai mà Dương Quý Phi, Từ Hy Thái Hậu, Dạng Phụng Di Dương, Đương Kim Công Chúa, mặc thì áo vải áo bông thòng kim sa hộc lụ, trụ mười mấy cây trâm trên đầu nha. Má tưởng mấy má đẹp lắm hay gì, trời trời mô Phật, trời đẹp, đẹp cái mặt như cái chậu mà tưởng mình qua hậu quốc gia quốc tế. Trời ngựa dữ lắm, ngựa không ai lựa lại luôn á, ngựa chán bỏ bà chê. Ngựa cái mà ngựa từ lan can, ngựa vô phòng ngủ, ngựa đủ cái lô, ngựa vô 6 tấm cũng còn ngựa bà được đó trời. Ê! Ờ! Đến bên em. Trời ơi. Đến luôn bên anh. Đến luôn bên anh nè. Xuân đã đến rồi. Bên đây. Xong rồi lại qua bên em. Ba. Con kéo bà lên con. Dạ. Bà. À. Bà giết tao luôn đi. Dạ. Trời bớ, người ta tiểu đồng nó giết người nè trời ơi. Nó người hầu kẻ hạ mà nó giết tôi nè trời. Cái gì? Là Như đã hẹn là hôm nay là tới đây cho tôi coi bói đúng không? Dạ. Rồi, lâu rồi không gặp thầy. Cái gì vậy? Bữa nay con đặt lịch trước, con tới coi bói đó thầy. Ừ, mới nói rồi, đợi tôi một lát. Lấy cái guốc ra coi. Vậy cho cô. Tiểu đồng. Dạ, để con thầy. Cảm ơn nha. Con mời ông thầy ngồi, mời bà ngồi. Qua quạt cho bà. Dạ, thì coi được cái gì thì coi đi thầy. Được. Ôi thầy bói chứ không phải tới đây đi thu tiền điện, tiền nước. Bớt bớt giùm cái. Dạ. Nam mô á. Thiện tài. Hỏi coi thí chủ là hôm nay, năm nay là tuổi gì á? Dạ, không giấu gì thầy. Ừ. Năm nay con tuổi... Con chó. Trời ơi, ta nói con chó thì nghe dễ thương quá. Kì. Con quỷ. Trời ơi, con yêu nghiệt sân khấu. Cái con yêu nghiệt sân khấu. Rồi sao? Yêu nghiệt sân khấu, diễn rất máu mà ít bao giờ thấy vui lắm. Tập trung giùm một cái đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Dạ. Phải nhắc nãy giờ con mới nhớ nè. Cái gậy đâu rồi? Cái gậy đâu? Ta thọt vô miệng mày năm sau mang uống bình thường là được nha con. Nha. Thiệt tình luôn ha. Rồi bây giờ tập trung coi bói được chưa? Biết dạ. Bao nhiêu người xếp hàng đợi tôi ngoài kia kìa. Dạ coi tiếp đi thầy. Rồi nói lại coi là tuổi gì nè. Dạ năm nay con tuổi ngựa. Rồi đàn bà mà tuổi ngựa ha. Bởi ta mới kêu là ngựa bà. Con giấu cái gậy rồi. Bà bất lực đó, bà bất lực á. Bà bất lực á. Trời đất ơi, rồi bây giờ coi được chưa? Dạ coi tiếp đi thầy. Đưa cái tay ra tôi coi coi. Cái gì vậy? Đi luôn. Con dễ thương. Dễ thương gì đó. Gì vậy? Trời đất ơi, phải có cái dĩa hộp dưa tao với mẹ cắn luôn á. Chứ sao? Thiệt. Ô Tiểu Đồng, bạn nó có bói con kêu bà vô trỏng chi vậy con? Thầy sao thầy kỳ vậy thầy? Có bói kêu trỏng chi vậy thầy? Nam mô á. Thiện ta. Chị ơi. Ai mua sầu riêng có, ai mua sầu riêng. Ai dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng. Nhưng em không bán tình duyên. Bánh mì đi bà con, cô bác ơi, bánh mì giùm em đi bà con, cô bác, anh chị muốn mình nghe tin gì? Con điên, quá biểu. Mày ca bài sầu riêng mắc mớ gì bán bánh mì? Mỗi người một cái tông rau khác nhau mày. Ờ vậy hả? Dạ bánh mì của em nó ngang. Ai mà sinh lý yếu xìu ăn vô một ổ là tới chiều còn sung. Ai mà điện nước thấp lùng ăn vào một ổ nó chập trùng lại ngay. Đặc biệt ai mà lỡ có hi-fi ăn vô một ổ thành trai thẳng liền. Lưu ý bánh mì sẽ mất tác dụng đối với những trường hợp quá lộ. Trời.
bán bánh mì bây giờ là phải rau theo dần theo điệu luôn hả? Tao nói mày biết trước nè, mày đừng bao giờ bán bánh mì nữa. Bánh mì của mày á là dạng bánh mì thiêu, mày để 3-4 ngày mày bán cho người ta, sớm muộn gì người ta cũng bị đau bụng là mày cũng ở tù à, mày hiểu không? Tao nói mày đó, mày có hiểu không? Mày điếc hả? Mày điếc hả? Tao chửi mà mày sao mày không chửi lại tao đi? Mày điếc hả? Thiện tai, má tao có dạy phải biết yêu thương động vật, đặc biệt là trẻ trâu. Mày dạy tao, mày gài để mày chửi tao đúng không? Nè, tao nói mày biết trước, mày cũng phải là dạng tầm thường đâu. Mày đúng không? Mày là thân xác của Dương Quá mà tâm hồn cô Long. Đừng có giận mặt, mày là thân thân xác xác sâu mà hồn bướm. Không, là bông không là bông mà trái không là trái. Là cái gì? Là trái không là trai, bóng là bóng. Biết mày đẹp, tao xấu hả? Mày xấu gì nữa, mày xấu bao nhiêu lòng trời luôn. Chắc mày đẹp. Tao rất đẹp, quá tỉnh mà đẹp trai. Mày bán cái gì? Bán xương gom. Tụi bán tập quá, riết cái mặt những cái tập về chứ. Trời, cái gì mà xấu xấu âm chì, địa ngục xấu lục đục, da can xấu tiêu tan lịch sử, xấu không kiên cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn, xấu quỷ tầng ôn phải xa lánh. Mày bán cái gì? Bán gì? Bán xương gom hả? Người ta ăn vô nha. Thế nào cũng trực khớp, quéo cơ, u sơ, đầu gối, rối loạn, tiền đình, thần kinh tọa, dập nát, ruột già, lão quá, ruột non, heo hon, la lách, rách nội tạng, ngoạ hổ, tàn long, tá ngạn sông Hồng, mê công ký sự, thách thức danh hài, trong mặt gỡ vàng, đấu trường, tiếu lâm. Thôi mày nghĩ đi. Nhưng mà tao nói mày biết. Nói gì? Má tao có dạy. Dạy gì? Má mày dạy hoài vậy? Một sao? Nước không thể có hai vua. Một rừng không bao giờ có hai cọp mày. Một cọp làm sao có hai con? Một con không bao giờ có hai giới tính. Có. Ai vậy? Tao. Tao thẳng thừng vậy luôn đó mày. Không phải sợ. Không phải sợ đúng không? Tao nói thẳng thừng luôn nè. Thì ghét. Thẳng thừng. Bây giờ lỡ rồi. Lỡ rồi. Sao? Mày mà không phải con trai á, tao đập mày nãy giờ rồi. Tao xúc mày từ nãy giờ rồi, mày hiểu không? Ủa, tao đâu phải con trai đâu. À, ý là mày gà tao đánh mày đúng không? Trời, quất mày luôn mày. Quất mày luôn, trời đổ đánh mày nó luôn nghỉ quán luôn. Mira que tú estás rico. Hai cha.